Những ngày gần đây thì người dân thủ đô vô cùng háo hức khi mà tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông đã được đưa vào hoạt động. Vậy thì lên tàu bằng cách nào, lấy vé như thế nào và cần phải tuân thủ những nguyên tắc nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Để đi tàu Cát Linh Hà Đông, hành khách mua vé tại quầy bán vé tự động. Hành khách dùng tiền mặt đưa vào khe nhận tiền và chọn ga đến. Máy sẽ nhả vé bằng thẻ nhựa và tiền thừa. Ngoài mua vé tự động, hành khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé tại nhà ga. Giá mở cửa 7.000 đồng, mỗi km thêm 600 đồng. Giá vé này đã có trợ giá của nhà nước. Ngoài ra, còn có vé ngày, vé tháng, không giới hạn số lượt đi lại. Mình thấy là khá là sạch sẽ. Tốc độ đi mình thấy là được ổn, di chuyển thích hơn nhiều so với cả những cái phương tiện công cộng khác. 6 tháng đầu, trong đó có 15 ngày đầu, tàu chạy từ 5h30 sáng đến 20h30 phút tối, khách được miễn phí. 6 tháng tiếp theo, mở chuyến từ 5h30, đóng tuyến 22h30, vận hành 9 đoàn tàu, giãn cách chạy tàu giờ cao điểm 6 phút một lượt, giờ bình thường 10 phút một lượt. Trong thời điểm dịch Covid còn nhiều phức tạp, hành khách đi tàu cần phải đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K và quét mã QR, khai báo y tế tại các cửa ga.